Thật ra thì chắc có lẽ là lần này là lần thứ hai tôi đứng tại đây để tâm sự với quý vị khán giả. Thì có một cái anh YouTuber, anh là Đặng à, Đặng Ngọc Dân thì phải. Hình như là lần này là tôi gặp ổng là lần thứ hai rồi, chắc có cái duyên mà tôi phải tâm sự với quý vị. Bởi vì đây là gia đình của nghệ sĩ qua đời. Mà đặc biệt nữa là gia đình nghệ sĩ qua đời thì anh này anh cũng là một trong những người nhạc sĩ, là anh Liêm. Năm nay ảnh là 72 tuổi, tuổi dần đó. Ảnh là em ruột của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy. Mà em của anh Liêm đó là nghệ sĩ Lệ Thu, rồi nghệ sĩ Dạ Hương, rồi nghệ sĩ Trường gì quá này, Trần Thanh. Tất cả gia đình này là hầu như là nghệ sĩ hết rồi quý vị ơi. Cho nên cái sự quan hệ, cái mối quan hệ thâm tình, ân nghĩa hoặc là cái duyên với nhau thì mỗi người truyền tay nhau, bạn của người này, bạn của người nọ, rồi bạn của người kia, vân vân. Cho nên hôm nay thì ở đây rất là đông, đông hơn mà cái bữa mà nhạc sĩ Trung Hiếu qua đời. Nhưng mà thưa với quý vị, mỗi một người đều có một cái nhân duyên, một cái phước phần. Gia đình của Trung Hiếu thì thật ra cũng không còn ai, mà cái sự quan hệ thì cũng không phải là đông hơn anh Liêm. Còn ở đây đó cũng có nhiều người, người ta hồi nãy giờ cũng hỏi nó sao bữa đám ma của anh Trung Hiếu sao vắng quá mà bữa nay là của anh Liêm mà đông quá đó. Là như hồi nãy giờ tôi có tâm sự với quý vị, không phải riêng anh Liêm mà còn rất 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 nhiều nghệ sĩ nữa. Thôi thì đó là một cái sự ân nghĩa, phước phần và cái duyên. Bởi vì có duyên, hôm nay anh em nghệ sĩ không có đi show thì mới đến đây. Còn nếu như anh em nghệ sĩ đi show thì đâu có được đến đây. Cũng có người đến đây buổi sáng, cũng có người đến đây buổi trưa và hôm qua. Thôi thì thưa chú quý vị, mình là sống thì mình phải nói tốt với nhau, hay là mình gặp nhau rồi mình cười, cái ân nghĩa gì đó. Tóm lại đây là cái cách sống mà tôi muốn gửi đến với quý vị. Thật ra anh Liêm anh cũng là một người rất là hiền, anh là một nhạc sĩ. Rồi chị Lệ Thủy thì được biết bao nhiêu người mến mộ, cả nước, cả thế giới luôn. Rồi Lệ Thu, Dạ Hương, vân vân. Tất cả những nghệ sĩ là đều được mọi người mến mộ, trong đó có anh em nghệ sĩ. Vì vậy cho nên quý vị không ngạc nhiên là bởi vì tại sao hôm nay anh em đến đây đông quá, rồi thậm chí chụp hình. Rồi còn một cái vui nữa là sao? Là chụp hình á, lẽ ra đám ma là phải buồn, nhưng mà hầu như ai cũng cười hết. Cười ở đây không phải là gì, cười không phải là gì anh Liêm qua đời mà cười, mà là anh em gặp nhau, anh em còn mạnh giỏi với nhau. Ở đây cười trong cái sự mạnh giỏi, và gặp nhau lâu quá không gặp nhau thì gặp nhau đó là để cười, cười trong cái sự vui, trong những cái kỷ niệm hồi xưa đi hát đó. Còn buồn là bởi vì cũng đã mất đi một người bạn đồng nghiệp, một người anh, một người cha, một người chú mà đã từng đờn cho mình hát. Đây cũng là một cái kỷ niệm mà anh em đến đây rất đông. Thôi thì trước khi dứt lời, tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi và những gì mà tôi tâm sự đó. Thôi thì nếu đúng, quý vị cũng dành một cái lời khen đối với tôi. Còn nếu như nó không đúng, thôi cho đó là tôi hiểu nhiêu, tôi nói nhiêu. Thôi thì cảm ơn quý vị và chào quý vị. Thôi A Di Đà Phật, chúc cho quý vị được bình an và khỏe mạnh, may mắn trong cuộc sống này. Và cũng cầu cho vong hồn của anh Liêm được mau về cõi Phật. A Di Đà Phật. Trong tình cảnh này mà tiểu thơ vẫn còn gọi tôi là công tử, sao tôi nghe chưa chắc. Công tử còn giận, tôi đâu dám giận, mà làm sao tôi giận được. Trước tâm chân tình cao cả mà tiểu thơ đã dành tặng cho một kẻ đã xa cơ. Giá đã bạc em, dính đục đã quá nhiều.
tiểu thơ là một sách tri âm, cư xử với chân tình xóa dịu đắm cay. Là kẻ canh tay nên tôi đành ôm thân thank you.
đề cao cả của mình. Tiểu cơ hà dịu nhẹ sắc son, em xứng đáng trải danh hiền. Tiểu cơ dịu thương quá nhiều hoàng, ta biết nói là sao còn nhẹ âm. Buổi tiễn đưa sau quá nhiều đất rừng, nàng đến đây làm gì? Nàng đến chờ đợi người nơi bến nước phù sa. Thì Dương ơi, ta trở thành tên cướp biển mong ăn chém giết. Chỉ vì cha nàng cự tuyệt không cho ta đem tấm lòng yêu tha thiết để dân nàng. Ngày ấy ta đã đi đến một đất nợ nàng, cha nàng chỉ ta tấn sự chẳng sự nghiệp quy quyền phải chỉ yêu em một người thôi. Bao ước mơ còn trong đời chờ, biết nói gì đây? Gian dở biết nói gì đây? Mộng bị đã tan rồi. Thà rằng yêu thế còn hơn, thà rằng em vẫn mặc quay lưng đi để anh yêu. Đông trời đêm nay thử vô sân sông như anh thì sẽ còn có nữa. Nếu em có về lại phương trời bên ấy khi mùa xuân sang tìm đâu dài, dừng lại phút giây để tưởng nhớ người đã một lần chúng căng sao tuổi anh biết rồi em. Trời ơi ông anh tôi ca quá đã ơi. Dữ vậy. Mấy tuần nữa.